Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến vấn đề làm sao cho trẻ biến ăn trở thành thèm ăn. Ngay bây giờ thưa quý vị có thể điện thoại về số 1900 1259 hoặc là số 0439 960 886 được tư vấn miễn phí. Có thể nói trong cái công việc mà chăm sóc con thì cái việc mà trẻ biến ăn là một trong cái việc rất là khó đối với các bậc cha mẹ, thậm chí là các bậc cha mẹ là dùng đủ cách, nào là nhẹ nhàng rồi đến giận dữ rồi thậm chí là đến hành động luôn quý vị. Có nhiều cái sự việc xảy ra xung quanh cái việc mà cho trẻ ăn đó quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia để xem cách nào đó để trẻ không có biến ăn nữa mà trẻ phải thèm ăn quý vị nhé. Trước khi đến với chuyên gia ngày hôm nay thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phóng sự. Là cha mẹ không ai không muốn những đứa con mình phát triển cao lớn khỏe mạnh, nhất là ở giai đoạn khi trẻ còn nhỏ, cả thể lực và trí lực đều phát triển nhanh. Vì vậy các bậc phụ huynh luôn cố gắng cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho trẻ, chủ yếu qua đường ăn uống. Tuy nhiên việc trẻ biếng ăn, chán ăn đang là một trong những bài toán khó khiến nhiều bậc cha mẹ phải đau đầu. Con trai út nhà tôi năm nay cháu được 3 tuổi. Bình thường cháu ăn uống rất là ngoan, cho gì cháu cũng ăn, đưa cái gì là cháu ăn cái đấy. Thế nhưng dạo gần đây chẳng hiểu có phải do cháu lớn lên hay không mà biếng ăn lắm. Đôi khi tôi cũng chẳng biết làm thế nào, quát mắng, dọa nạt mà cháu vẫn như thế. Chán ăn, lười ăn, biếng ăn. Nhìn thằng bé càng ngày càng sụt cân đi mà sót hết cả ruột. Việc dọa nạt bắt trẻ em ăn uống theo ý của nhiều bậc phụ huynh có thể đang vô hình gây nên áp lực tâm lý càng khiến trẻ sợ các bữa ăn. Thế nhưng đối với nhiều cha mẹ, gần như cũng không còn cách nào khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia để cùng trao đổi quý vị về vấn đề này nhé. Chúng ta sẽ gặp gỡ Phó Chủ nhiệm Bộ Môn Nhi Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và xin chào quý vị khán giả. Có thể nói là hiện nay các bậc phụ huynh khi mà cho con ăn á, trong cái độ tuổi mà ăn dặm hoặc là lớp mầm trở lên á, thì cha mẹ dùng đủ mọi cách rất là khó, thậm chí là giận dữ luôn, dùng có khi dùng bạo lực nữa. Vậy thì Phó sư tiến sĩ có thể cho khán giả truyền hình được biết là có phải cái tình trạng này là cái tình trạng biếng ăn ở trẻ mà ai cũng gặp hết và nó từ cái độ tuổi là ăn dặm cho tới lớp mầm không ạ? Thì đây là một vấn đề mà các bậc phụ huynh hết sức là quan tâm. Phần lớn các phụ huynh bây giờ đều nghĩ rằng con mình ăn ít quá, rồi sợ bé nó không đủ chất. Rồi anh nói hết sức là chính xác, ban đầu thì năn nỉ, sau đó dùng thủ đoạn, rồi cuối cùng là có thể là dùng những cái biện pháp mạnh tay chút xíu. Thì rõ ràng đây là vấn đề không chỉ mà phụ huynh quan tâm mà ngay cả những chuyên gia về y tế như chúng tôi cũng rất là quan tâm. Thì theo thống kê cho thấy á, thì biếng ăn có thể xảy ra ở rất nhiều độ tuổi, nhưng mà cái độ tuổi thường gặp nhất á, là thời độ tuổi bắt bé bắt đầu ăn dặm, tức là từ 6 tháng trở lên. Và cái nhóm thứ hai là khi bé bắt đầu đến trường khoảng 3 tuổi, 4 tuổi. Thì mỗi một nhóm tại sao nó là biếng ăn thường gặp ở nhóm đó nó cũng có một vài lý do. Ví dụ như cái nhóm bé mà mới đầu tập ăn dặm 6 tháng, 7 tháng thì bé nó có một vài cái đặc điểm sau đây. Thứ nhất, anh Quỳnh Linh cũng biết đó, là khi em bé sinh ra sẽ được bú mẹ. Thì trong sữa mẹ nó sẽ có những cái chất nó bảo vệ giúp cho em bé được khỏe mạnh, ít có bị bệnh. Nhưng mà những cái chất đó nó không có sống hoài, nhưng mà nó tới 6 tháng tuổi là bắt đầu nó bớt đi và nó hết. Cái thứ hai nữa là bắt đầu từ 6 tháng em bé nó bắt đầu có những chuyện như là mọc răng. Thì những cái giai đoạn bé nó mọc răng có thể làm cho nó đau cái nú, là làm cho nó cũng biếng ăn vài ngày. Và thứ ba nữa, giai đoạn đó là bắt đầu em bé nó tập làm quen với thức ăn mới, là nào là ăn bột, nào là ăn cháo, rồi bột củ, rồi bột thịt, rồi đùm lum. Thành ra mỗi một cái đó mà em bé nó có tâm lý là nó sợ những cái thức ăn mới. Cho nên đó là những cái điều kiện làm cho một em ở độ tuổi ăn dặm nó cho nên nó biếng ăn. Còn cái độ tuổi mà đi học, như anh Quỳnh Linh nói, cũng là một cái nhóm mà dễ bị biếng ăn. Em bé nó thay đổi một cái môi trường quá lớn đi, cho nên em bé nó thường có tâm lý nó sẽ buồn, nó sợ và nó sẽ biếng ăn. Thành ra đó là hai cái nhóm tuổi đúng như anh nói là dễ gặp cái biếng ăn nhất. Dạ.
Có một cái trường hợp thế này nè, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn, là các bậc cha mẹ thường cho con ăn theo ý mong muốn của mình. Mặc dù là con ăn một ít thôi cũng đã đủ rồi. Thí dụ như cụ thể là cha mẹ thường bới một cái tô bự đi, dạ, đúng mà rồi. Cái sức của con mà ăn chỉ một chén là đủ rồi, dạ. Cha mẹ vẫn cứ ép nó, là nó biến ăn đúng và rồi. Mong muốn ăn làm sao cho đúng cái ý của mình, dạ, đúng. Vậy thì làm sao chúng ta xác định được cái tình trạng ăn thế nào là biến ăn của trẻ, dạ, vâng. Và cái việc mà ép con đó có phải là một biện pháp đúng hay không? Thì hầu hết ba mẹ thường thích quyết định cái chuyện ăn uống của con mình, ăn cái gì đồ này nọ và ăn bao nhiêu, thường cha mẹ thích như vậy. Mà hãy ăn không hết cái đó thì mình kết luận luôn là đứa bé nó biến ăn, chẩn đoán luôn, ví dụ như vậy. Thì đôi lúc có những em đúng là biến ăn thiệt, nhưng mà có những em không phải, do cha mẹ quá lo lắng đi. Trong cái phân độ biến ăn, nó có một cái phân độ cuối cùng là do cha mẹ đánh giá nhầm, cha mẹ quá lo lắng, thực tế là em bé nó bình thường. Như vậy làm sao để biết được một em bé là có biến ăn hay không? Thì thực ra có khá là nhiều cách, nhưng mà những cách thông dụng mà các bác sĩ hoặc là kể cả người nhà mình có thể ứng dụng được, đó là mình hỏi một số câu hỏi sau đây. Thứ nhất, bé có ăn ít hơn so với cái độ tuổi nó hay không? Ví dụ độ tuổi đó một ngày phải ăn 3 cử, mỗi cử phải một chén, sữa phải là 500-600, ví dụ như vậy. Nó có ăn ít hơn cái đó hay không? Thứ hai, em bé nó có tình trạng mà chúng tôi gọi là kén cá chọn canh, tức là nó ăn kén. Hễ mà tới món đó thì nó thích thì nó ăn nhiều, nhưng mà tới món nó không thích thì nó lại không chịu ăn. Thứ hai là có hay không. Thứ ba là em bé có sợ ăn hay không. Nó bịt miệng rồi nó rất là ngại cái chuyện ăn. Thứ tư, em bé nó có triệu chứng giống như là hễ nó thấy mình cầm đồ ăn là nó muốn ói à. Anh Quyền Linh chắc thế nào cũng có rất nhiều em bé như vậy. Yeah. Và cuối cùng thứ năm là liệu em bé đó cái buổi ăn nó có kéo dài quá hay không. Thì đó là năm cái câu hỏi cơ bản mà chúng tôi thường hay hỏi những em bé mà nghi ngờ là biến ăn. Nếu bà mẹ càng nhiều trả lời có thì khả năng em bé nó biến ăn là rất là cao. Tuy nhiên có một cái nữa là chúng tôi cũng nhìn vào cái dinh dưỡng của em bé, coi cân nặng và chiều cao nó như thế nào. Nếu em bé và mẹ than là ăn ít, nhưng mà nếu mà cân nặng vẫn trong giới hạn bình thường, dinh dưỡng về đặc biệt là chiều cao mỗi cái vẫn ổn, thì cái đó cũng không để đáng cho mình phải lo lắng lắm. Còn cái động tác mà ép như anh Quỳnh Linh nói thì rõ ràng là hoàn toàn không nên. Bởi vì bây giờ người ta thấy rằng cái chuyện ăn uống nó liên quan rất là mật thiết với cái tâm lý của mình. Và rõ ràng anh thấy đó, hôm nào mình vui là mình ăn gì mình cũng thấy ngon. Còn hôm nào mà mình bệnh trong người hay là mình có tin gì đó không vui, bây giờ đưa đồ ngon cách mấy mình đâu có ăn được. Thì em bé nó cũng vậy thôi, mình quát mắng nó rồi mình thậm chí đánh đập như anh nói, thì càng làm cho cái bữa ăn nó tệ hơn chứ không có khá hơn. Thật ra thật lòng tôi cũng xin khuyên quý vị phụ huynh cũng không có nên áp đặt, cũng không có nên là dùng những cái bạo lực la rầy hù dọa gì, mà mình phải có những cái cách để giúp cho bữa ăn nó thoải mái và cả hai bên cùng vui với nhau. Làm sao để hai bên nó cùng vui mà ăn thì nó rất là hay ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm đầu tiên của chương trình. Cái gì mà hoảng loạn thế? Cái gì vậy anh Quang? Xong giờ làm việc lại ngủ gật phải không? Thì rồi không nói nhiều. Này, tôi nhân tiện tôi đang muốn nhờ cô một việc. Nhờ gì vậy nói? Này, cô có biết ở chỗ nào họ bán thùng phi mua tôi cái? Kéo. Anh em trong công ty không mà đá để ông ta chi vậy? Biết mặt rồi. Ok. Có điều gì đâu, tôi nó hỏi thật nữa đi. À, hỏi thiệt hả? Ừ. Mua thùng phi hả? Ừ. À thì em đoán nha. Thí dụ anh mua thùng phi chắc có lẽ làm, tại vì mùa này khó khăn quá, thu nhập kém, mua về để đựng nước mưa uống cho qua bữa phải không? À thay cơm. Ừ. Ý cô nói thế thì cô mới là đá điểu nhá. Chả là cái con tôi ấy. Sao? Không hiểu sao dạo này nó lại lười ăn quá cơ. Hai vợ chồng làm đủ các kiểu, pha trò tất cả các thứ, nó vẫn cứ thế mà không chịu mở mồm nữa. Thế mà thế nào bây giờ, càng ngày da nó càng xanh xao đi, tôi đang lo quá. Ủa mà rồi cái chuyện mà con anh nó lười ăn có liên quan gì tới cái chuyện này không? Chuyện mua thùng phi á? Ừ, liên quan chứ. Mắc gì phải mua thùng phi? Tôi mua thùng phi về để mỗi lần nó lười ăn là tôi đưa ra gần cái thùng phi đấy. Thế là tôi quánh như kiểu đánh trống này, nó làm loạn thì có khi nó lại ăn đấy. Ôi trời ơi, đánh thì người ta mua trống mà người ta đánh. Còn mua thùng phi về nếu mà nó không ăn đúng không? Ừ. Bóc nó. Quăng hẳn nó vô thùng phi luôn, giống như cái bà mà bảo mẫu mà ác phụ gì mà hay đánh đập con nít, vứt con nít vô thùng phi á. À.
Ừ, làm gì cho nó khủng hoảng luôn. Ôi dồi, mà giả quá vậy. Con nít đó, nó không ăn á, là phải dụ dỗ nó từ từ. Con nít mà đứa nào là chả biết ăn, từ từ đi ăn không sao đâu. Nha. Nhưng mà tôi đang rất lo. Cái tình trạng mà nó cứ lười ăn như thế này thì không hiểu hậu quả của nó sẽ như thế nào. Như vậy thì có một câu hỏi đặt ra là liệu trẻ biếng ăn lâu dài mà các bà mẹ, các ông bố không có biện pháp để can thiệp việc đó thì cái hậu quả nó có nghiêm trọng không ạ? Dạ có. Nếu thật sự đúng em bé biếng ăn và kéo dài trong một thời gian dài thì nó sẽ để lại những hậu quả về thể chất và cả sự phát triển về trí não của bé. Em bé có thể đầu tiên thì bé nó sẽ thường nó bị đứng cân hoặc là nó sẽ bị sụt cân. Và nó đưa tới một cái là suy dinh dưỡng về cân nặng. Thứ hai, nếu tình trạng nó tiếp tục kéo dài thì em bé nó sẽ bị tình trạng suy dinh dưỡng về chiều cao. Tức là em bé nó sẽ thấp còi, nó lùn hơn những đứa bạn của nó. Và em bé sẽ dễ bị thiếu chất, cho nên nó dễ bị bệnh, dễ bị đổ mồ hôi, dễ bị rụng tóc. Và đặc biệt là cái sự học hành phát triển nó trở nên nó chậm hơn những cái đứa bạn cùng lứa. Và hễ cứ bữa ăn nào nó cũng bị la rầy, cũng bị ép thì chắc chắn cái tâm lý của nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em bé trở nên nó rụt rè, nó sợ sệt mà nó không có thoải mái, nó không có năng động như những đứa khác. Thành ra cái chuyện đó mà nếu để lâu dài thì chắc chắn là không tốt. Vậy chúng ta cần bổ sung những cái dưỡng chất gì cho trẻ? Thì song song trong quá trình mà mình làm cái chuyện đó, đương nhiên không thể ngày một, ngày hai. Không phải là hôm qua nó biếng ăn rồi hôm nay làm theo những gì tôi nói cái qua nó ăn liền được, chắc chắn là không có. Có thể nó mất cả tuần, thậm chí cả tháng hoặc là nhiều tháng. Thì trong quá trình đó thì thôi, chúng ta có một cách. Thứ nhất, nên bổ sung những cái thức ăn gì đó giàu dưỡng chất. Nó ăn một, nhưng mà nó được một rưỡi, được hai. Và thứ hai, quan trọng hơn là chúng ta nên dùng cái gì đó để tăng cường sự hấp thu. Thực ra không phải mình ăn vô 10 là mình hấp thu được hết 10. Mà chúng ta ăn 10, có người hấp thu được 7, 8, có người hấp thu được 4, 5. Thậm chí có những em hấp thu có 2, 3. Như vậy chúng ta phải có những cái gì đó để hỗ trợ giúp cho mình hấp thu được nhiều hơn. Thì hiện giờ đang có một cái xu hướng rất là tự nhiên và khá là hiệu quả, đó là bổ sung những cái men vi sinh. Và những cái men vi sinh đó vô, nó làm cho đường ruột của chúng ta cân bằng trở lại, giống như là một cái xã hội nó tươi tắn lên và mọi công việc nó trong xã hội nó chạy rất là tốt. Trong đó có cái chuyện là sức đề kháng và cái hấp thu của cái đường ruột thì giúp em bé nó hấp thu được nhiều hơn. Men vi sinh, một trong những cái giải pháp của những cái bà mẹ bỉm sữa cũng như là những ông bố trẻ nghe cũng rất là quen, nhưng bác sĩ có thể nói cụ thể hơn, men vi sinh nó liên quan gì đến cái sự hấp thu và cái hệ tiêu hóa của trẻ? Dạ. Cái men vi sinh là chẳng qua nó là những con vi khuẩn thôi, nó còn sống rồi mình mới uống nó vào hay là mình ăn nó vào. Thì khi vào trong cơ thể á, nếu mà nó may mắn nó qua được cái dạ dày của mình. Bởi vì cái dạ dày nó là cả một cái hồ axit, nó rất là chua. Phần lớn những cái con vi khuẩn nó sẽ bị tiêu diệt ở đó. Nhưng có những cái con nó qua được cái đó, nó xuống dưới, bắt đầu nó sẽ trụ lại, có thể là một tuần lễ, hai tuần lễ. Bắt đầu nó giống như là nó kích hoạt những cái hệ, toàn bộ hệ thống của đường tiêu hóa của mình. Thứ nhất, nó giúp cho cái sức đề kháng của mình, đường ruột á, nó khỏe mạnh hơn. Mình ít có bị những cái chuyện như là tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, đầy bụng khó tiêu. Thứ hai, nó giúp tăng cường hấp thu những cái chất, đặc biệt là những cái chất axit béo. Thường những cái chất béo nó cho mình năng lượng, cho nên những cái con vi sinh đó nó sẽ tạo ra được nhiều axit béo, hấp thu vào trong ruột, làm cho đứa bé nó trở nên năng động hơn, nó hoạt bát hơn, nhiều năng lượng hơn. Và thứ ba, nó giúp cho cái hệ thống men của đường ruột mình hoạt động được hiệu quả. Và đó là cái nguyên nhân mà giúp cho mình sẽ tiêu hóa được rất là nhiều, tức là hấp thu được rất là nhiều những cái chất bổ trong thức ăn của mình. Dạ. Vâng, bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Golden Lab hân hạnh tài trợ chương trình này. Rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng như tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, phân sống hay tình trạng biếng ăn, kém hấp thu, chậm tăng cân là những vấn đề thường gặp ở trẻ. Các vấn đề này nếu kéo dài sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển thể chất, trí não cũng như tâm lý của trẻ. Thực phẩm chức năng men vi sinh Golden Lab được sản xuất theo công nghệ hiện đại Labdu Pro, giúp men được bảo vệ an toàn trong suốt quá trình bảo quản và sử dụng. Sản phẩm chứa hai thành phần chính là các lợi khuẩn được phân lập từ kim chi Hàn Quốc, còn gọi là probiotic, và chất xơ hòa tan post, còn gọi là prebiotic. Golden Lab giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất, bổ sung vi khuẩn có lợi và ức chế vi khuẩn có hại, giúp bé tiêu hóa tốt thức ăn và có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Golden Lab được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy đạt chuẩn GMP Cell Biotech Hàn Quốc. Golden Lab tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh. Sản phẩm được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ơi, cô làm ăn cái kiểu gì ấy? Suốt ngày thế này kêu đau mỏi, bây giờ thì còn vừa đi vừa ngáp ngủ đấy. Mà này, cô xem lại cho chồng cô là hơi bị ác. Ủa liên quan gì tới chồng em? Trong khi ảnh cũng bị mất ngủ mà. Ai bảo ngủ không chịu ngủ và rủ nhau thức. Trời ơi, ông anh của tôi ơi, khổ quá à. Anh nghĩ sao vậy? Cái này tụi em gọi là mất ngủ chứ không phải là cố tình hai đứa rủ nhau thức. Đây nè, nói chả nào ngay á, là con em. Tối hôm qua nó không chịu ăn, không chịu uống. Mà đã vậy nó đi ngoài tùm lum, ôi thôi nó khóc, nó la nhức cả đầu với nó. Mà này, thế cô nuôi con cái kiểu gì mà tôi thấy cái hết bệnh nọ để sọ ra bệnh kia thế? Thì cũng dắt cháu đi khám rồi, thì người ta bảo là nó bị rối loạn tiêu hóa. Mà em cũng không biết làm sao nữa. Thiệt rầu hết sức rồi, em thiệt nuôi có đứa con mà nó cực quá trời luôn á. Không lẽ em vậy mà con em nó suy dinh dưỡng sao anh? Ừ, em thế này có khi là nhiều khi đó là cái ngược lại con lại khi suy dinh dưỡng thật đấy chứ đùa. Bây giờ có cách nào giúp em không? À đây, thì anh nghe thấy cái vợ anh nó vẫn nói là mỗi khi mà ví dụ mà đau bụng đi ngoài chẳng hạn, thử cái men vi sinh ấy, thế nó cũng ok lắm đấy. Ê, hay. Em nhớ rồi, mỗi lần mà cái bụng dạ em không được đàng hoàng, mỗi lần mà em thấy khó chịu trong người là em lấy men vi sinh ra em uống. Tại sao mình không cho con mình uống? Tốt mà. Bậy rồi. Sao? Mình là người lớn chứ đâu phải con nít. Còn nó là con nít chứ đâu phải người lớn. Đâu thế nào tùy tiện cho nó uống những cái thứ mà mình uống được. Men vi sinh có liên quan gì đâu. Mà em cũng không biết là có nên cho con mình uống men vi sinh hay không. Và con nít mà sau một trận bị rối loạn tiêu hóa kéo dài như vậy có nên sử dụng men vi sinh hay không? Vậy thì ở cái chủ đề của tiểu phẩm thì nhân vật chúng ta đã đưa ra một câu hỏi. Nếu như trẻ biết ăn sau một cái thời gian dài rối loạn tiêu hóa đó thì có thể dùng men vi sinh được hay không? Dạ vâng, chắc chắn là có thể dùng được và nên dùng. Bởi vì sau một thời gian dài bị rối loạn tiêu hóa thì đường ruột của chúng ta bắt đầu nó cũng sẽ bị yếu đi. Và bình thường đó, trong ruột của chúng ta cũng có những cái con vi khuẩn có lợi. Nhưng nếu mà thời gian dài mình bị rối loạn tiêu hóa thì những con vi khuẩn có lợi đó nó cũng sẽ suy giảm. Và coi chừng những con vi khuẩn mà có hại á, nó nằm chờ ở đó, nó sẽ bùng lên và nó sẽ gây bệnh. Cho nên chúng ta phải cung cấp thêm những cái con vi khuẩn có lợi khác. Nó tạo một cái sinh khí mới, nó tạo cho một cái hình hài mới của cái đường ruột của chúng ta. Thì men vi sinh sẽ làm cái chuyện đó. Cho nên thật lòng theo lời khuyên của chúng tôi, sau một cái đợt chúng ta bị tiêu chảy hoặc là bị nhiễm trùng đường ruột hoặc là rối loạn tiêu hóa, nếu là càng kéo dài thì lại càng nên bổ sung những cái men vi sinh. Vậy thì tiêu chuẩn nào để chọn men vi sinh tốt cho trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh? Men vi sinh đó, như từ nãy tôi có nhắc qua là thứ nhất, nó vô trong cơ thể mình, nó phải thoát qua được cái dạ dày. Bởi vì phần lớn những cái vi khuẩn chúng ta ăn vào tới gặp dạ dày thì nó gặp cái axit chua, nó sẽ bị tiêu diệt đi. Như vậy chúng ta lựa chọn những cái loại men vi sinh nào mà người ta có những cái kỹ thuật để đảm bảo rằng cái con vi khuẩn đó nó qua được dạ dày, nó còn sống xuống dưới, bắt đầu nó sinh sôi nảy nở ở dưới. Vậy chúng ta làm sao để tối ưu hóa cái hiệu quả của men vi sinh khi mà chúng ta sử dụng? Đó, thì như vậy chúng ta phải cần có những cái công nghệ tốt để có thể là chúng ta bảo vệ cái con vi sinh đó. Thì một trong những cái công nghệ đó là cái công nghệ hiện giờ nó khá là tiên tiến, có tên là Lab Hybro. Số 2 đó thể hiện cho hai cái vòng bao cho con, bảo vệ con vi sinh đó. Một cái vòng đầu tiên giúp cho nó ổn định trong rất nhiều cái môi trường khác nhau, và cái vòng thứ hai giúp cho nó thoát qua được cái dạ dày.
đi xuống dưới và còn sống nguyên vẹn. Ví dụ như hiện tại trên thị trường có một cái dạng men vi sinh có tên là Golden Lab. Nó có một cái kỹ thuật rất là tiên tiến, gọi là kỹ thuật Lab 2 Pro, Lab 2 Pro. Tức là như vậy, cái con vi sinh hay là con vi khuẩn sống đó, nó được bao bọc bởi hai cái lớp vỏ. Người ta dùng những kỹ thuật, người ta bọc nó lại. Lớp vỏ đầu tiên để giúp cho chúng ta trong cái quá trình bảo quản. Tức là cho dù nhiệt độ nóng lạnh như thế nào, cho dù độ ẩm khô ướt ra sao, cho dù cái áp suất nặng nhẹ thế nào, thì cái con vi sinh đó vẫn được bao bọc bên trong cái lớp vỏ đó và nó vẫn còn sống tốt. Khi chúng ta uống cái đó vào, khi tới dạ dày thì nó sẽ mở, nó tan cái lớp vỏ nó ra. Con vi sinh vẫn còn một lớp khác bao bọc che chở và đi xuống tiếp bên dưới. Và khi nó đi qua dạ dày, nó qua mật đồ này nọ xuống dưới, bắt đầu nó thực sự nó mới rã cái lớp vỏ thứ hai. Và từ đó nó còn nguyên vẹn một cái con vi sinh còn sống. Và từ đó nó bắt đầu nó thực hiện những cái chức năng của nó trong cái đường ruột của chúng ta. Tuy nhiên có một số cái tiêu chí khác, ngoài cái chuyện mà bảo vệ giúp cho cái con vi sinh nó được sống, cái tiêu chí thứ hai cũng khá là quan trọng là nó phải xuất phát từ những cái nguồn rất là tự nhiên. Hiện giờ rõ ràng anh Nguyên Linh thấy chúng ta rất là quan tâm tới những cái nguồn gốc của những cái thức ăn hoặc là những cái sản phẩm chúng ta ăn vào. Như vậy những cái gì mà xuất phát khá là thiên nhiên, khá là tự nhiên thì sẽ nó tốt và nó an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Thì ví dụ như cái men vi sinh mà Golden Lab tôi có nhắc tới đó, thì nó xuất phát từ cái kim chi của Hàn Quốc. Thì đây là một cái sản phẩm lên men cũng khá là tự nhiên. Và rõ ràng hàng ngày chúng ta ăn kim chi rất là nhiều, thì bây giờ những cái sản phẩm men lấy từ kim chi cũng rất là tự nhiên để chúng ta có thể là sử dụng. Và từ đó người ta ứng dụng cái đó để làm nên cái men vi sinh Golden Lab. Bác sĩ có thể chia sẻ cái điểm tối ưu nhất của Lab 2 Pro này là gì? Dạ vâng. Thì thực ra Lab 2 Pro là một cái giống như là thế hệ sau của một cái công nghệ trước đây có tên là DuoLux. DuoLux là một công nghệ trước đây, nhưng mà sau đó người ta cảm thấy rằng cần có những cái cải tiến để giúp cho bảo vệ cái con vi sinh tốt hơn. Thì có tên đó là một cái công nghệ Lab 2 Pro. Đó là những cái giúp cho những cái màng bao polysaccharide đồ này nọ, nó bao cái con vi sinh lại một cách hai lớp, giúp cho bảo vệ vi sinh được tốt hơn so với những cái công nghệ trước. Và hiện giờ thì không phải những cái dạng mà men vi sinh nào trên thị trường cũng có được cái màng bảo vệ. Rất nhiều và thậm chí có thể nói là đa số những cái men vi sinh trên thị trường là để cái con vi sinh nó trơ trọi như vậy đó. Rồi uống vô, ví dụ như mình uống 10 phần thì nó chết bớt khoảng 3-4 phần, thì nó còn lại một số đi xuống dưới. Còn với cái công nghệ Lab 2 Pro, nó có thể bảo vệ được gần như là trọn vẹn các con vi sinh mình uống vào. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta đến với tiểu phẩm của chương trình. Mở cái tay nghe, Trời ơi, gặp chị muốn thở oxy luôn vậy trời. Cái gì vậy? Chị làm em hết hồn. Chứ phải mấy người làm tôi hết hồn hả? Ở trong công ty mà chứ phải nhà mình đâu mà mở rồi quá. Nên nhớ, tôi nghe nói là con mấy người bị bệnh á, có lo cho con chưa? Mà ở đây mà vui vẻ mà nhảy vậy. Trời đất. Trời ơi, bình thường mà đâu có gì đâu. Em lo cho nó xong hết rồi em mới có tinh thần thoải mái như vậy để em quẩy chứ. Ê, nói vậy là em có cách trị cho con em hết rối loạn tiêu hóa mà khỏe mạnh hả? Đúng rồi. Cách gì vậy? Cách gì vậy? Trời ơi, chỉ sau mấy ngày bệnh thôi em đã tìm tòi, em đã săn lùng vậy. Em đã tìm ra được bí quyết con em lên được 2 ký chị. Cái gì? Con em bệnh mấy ngày rồi? Hình như có 4-5 ngày vậy ha. Bà nói quá à. Con nít gì đâu mà nó lên như quỷ vậy. Mới có mấy ngày mà lên chừng 200-300 gram mày coi được 2 ký. Là tính luôn bộ đồ với sợi dây nịt đó. Đồ lạnh đó hả? Đúng rồi. Nói chung á là con em có lên ký ẩm thấy nó chắc tay lắm. Em nói nghe nè, chỉ chị đi bí quyết gì để chị chỉ cho người khác. Có liền tay. Đây nè, em lấy cái hộp á để em mua tiếp nè cho con em nó uống. Đây là cái men vi sinh dành cho trẻ em. Ở trong đây có hai thành phần chính là prebiotic và probiotic. Được phân lập từ gì chị biết không? Từ gì? Từ kim chi Hàn Quốc. Trời. Kim chi Hàn Quốc mà làm được hả? Dạ. Được làm từ công nghệ tiên tiến ra đó chị. Bảo đảm. Uống vô một cái là con mình nó khỏe liền. Vậy hả? Nhưng mà chị hỏi nè, nhưng mà sử dụng như thế nào để vừa hiệu quả mà vừa hợp lý, mà sử dụng kéo dài được không? Ôi, tự gì cái vấn đề đó. Chị hỏi em đúng không? Chị hỏi em. Chờ, em hỏi nhà sản xuất. Biết trả lời chị nghe. Như vậy thì trong tiểu phẩm vừa rồi xuất hiện là Golden Lab. Chúng ta sẽ sử dụng lá thế nào nếu như trong cái trường hợp mà cái rối loạn tiêu hóa nó kéo dài và tôi có thể sử dụng Golden Lab
được bao lâu? Dạ. Thì hiện giờ đó, một cái điều thú vị của cái men vi sinh là nó không có cái giới hạn trên. Tức là anh có thể sử dụng kéo dài cho tới khi nào mà anh cảm thấy rằng anh đã giải quyết được vấn đề. Tôi nói ví dụ, nếu chúng ta bị tiêu chảy thì mình sử dụng men vi sinh cho đến khi hết tiêu chảy, hoặc là sau đó một thời gian ngắn. Nếu chúng ta bị khó tiêu, chúng ta bị kém hấp thu, mình có thể sử dụng men vi sinh song song với những cái cử ăn bình thường của mình để giúp cho vấn đề tiêu hóa nó dễ dàng hơn, hấp thu nó được tốt hơn. Như vậy, men vi sinh có thể sử dụng kéo dài từ tháng này qua tháng nọ. Nó giống như là mình bổ sung, mình ăn uống, mình ăn rau ua, mình ăn những cái sữa chua vậy đó. Dạ. Ngay bây giờ thì quý vị sẽ đến với phần nhận giải thưởng của chương trình nếu như quý vị trả lời đúng, quý vị nha. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau. Bổ sung men vi sinh chứa hai thành phần là probiotic và prebiotic được bào chế theo công nghệ Lab 2 Pro là giải pháp hiệu quả giúp trẻ biếng ăn trở nên thèm ăn đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 01696023XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Chúng ta sẽ đến với tủ thuốc gia đình. Tạo một tâm lý thoải mái khi ăn là điều mà các bậc phụ huynh nên làm cho trẻ khi có dấu hiệu lười ăn. Nên chế biến những loại thức ăn bé thích, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu, tránh tình trạng để bé ăn tràn lan không có một chế độ rõ ràng. Tuyệt đối không dùng đòn roi để ép bé ăn, bởi điều này sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của trẻ. Trước khi việc ép bé ăn quá cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa của trẻ. Sau khi được nghe tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng, bản thân tôi cảm thấy mình có rất nhiều sai lầm trong vấn đề nuôi dạy con, đặc biệt với cháu út nhà tôi. Rất hay biếng ăn mà lười ăn. Sau khi được bác sĩ dinh dưỡng tư vấn về sản phẩm Golden Lab cho cháu ăn sau vài tuần, bản thân tôi rất vui khi cháu ăn ngon miệng hơn, ăn nhiều hơn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Và tốt nhất ở sản phẩm này tôi nhìn thấy là cháu có sức đề kháng, khỏe mạnh, vui chơi. Nhìn thấy con như thế tôi rất mừng. Men vi sinh Golden Lab chứa các dưỡng chất quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ tiêu hóa cho cả trẻ lẫn người lớn như bột kem thực vật, đường fructose, đường gluco, cellulo, đường lacto tổng hợp và bổ sung probiotic là các vi khuẩn có lợi và prebiotic cho đường tiêu hóa, giúp tăng cường hấp thu dưỡng chất và ức chế sự phát triển của vi sinh vật đường ruột có hại, giúp cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón, đầy hơi, kích thích trẻ ăn uống tránh các tình trạng biếng ăn và lười ăn. Đặc biệt Golden Lab chứa probiotic được sản xuất theo công nghệ Lab 2 Pro, sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc, giúp tối ưu hóa tối đa men vi sinh, có thể số lượng ruột non và ruột già để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bạn có thể dùng trực tiếp, trộn với sữa chua hay hòa vào sữa hoặc nước để dễ uống. Một lần nữa xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng các bà mẹ, các ông bố rất là thú vị mà cũng muốn gặp lại Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nữa để tiếp tục chia sẻ, bởi vì cái điều này quan trọng lắm. Cha mẹ nào cũng khó chịu khi mà con ăn không được, thậm chí khi mà con ăn không được là nó dùng nhiều cái biện pháp, thậm chí lúc đó thôi, bây giờ bằng mọi giá cách nào cũng được, miễn sao con mình ăn là được rồi ha. Một câu chuyện rất là thú vị, thưa quý vị. Chúc Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn thật nhiều sức khỏe và mong rằng Phó sư sẽ tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Dạ, dạ. Xin cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp với sự tài trợ của nhãn hàng Golden Lab thuộc công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Còn bây giờ thì Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn và Quyền Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Golden Lab hân hạnh tài trợ chương trình này. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinh Gia chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen.
giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.